Thưa quý vị, cả nước vẫn còn hơn 1 triệu người trong độ tuổi từ 15 đến 60 mù chữ mức độ 1 và hơn 2 triệu người mù chữ mức độ 2, chủ yếu là người dân tộc thiểu số, nữ giới. Vì vậy, các tỉnh thành phố, trong đó có Lào Cai, vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh chương trình xóa mù chữ, vận động người chưa biết chữ tham gia các lớp xóa mù. Nhân ngày quốc tế xóa nạn mù chữ mùng 8 tháng 9, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự về công tác xóa mù chữ tại vùng cao Lào Cai. Bản Mai Đào vào mỗi buổi trưa, vang vọng tiếng gọi nhau đến lớp xóa mù. Từ khi lớp học mở ra, bà Sùng Thị Tùng chưa vắng mặt buổi nào. Hành trang đến lớp, ngoài bút sách, bà Tùng còn điệu theo cả cháu nhỏ đang say ngủ. Bé không biết là ai đi mong hỏi, không biết hỏi, có gì không biết gì tí đâu, hỏi không đi đâu. Học viên của những lớp học này đa phần đã có tuổi. EA đánh vần từng con chữ như con trẻ cũng xấu hổ, nhưng sẽ còn xấu hổ bất tiện hơn là không biết chữ. Mọi công việc liên quan đến giấy tờ đều phải cậy nhờ người khác. Hiểu được điều đó, nhận thức của bà con cũng dần thay đổi. Mua tivi, mua tủ lạnh thì nó không biết chữ thì nó là dùng cái đấy khó. Phải biết chữ dùng cái gì mới giấy. Năm 2022, toàn tỉnh đã mở mới 49 lớp xóa mù chữ. Giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ cho 1.170 học viên. Việc duy trì và nâng cao chất lượng công tác xóa mù chữ, giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ sẽ giúp bà con ở vùng cao thêm cơ hội tiếp cận với tri thức, tự tin trong cuộc sống. Cái số người mà xóa mù chữ này thì đang rải rác ở nhiều địa bàn, cho nên là không tập trung lại để mà mở một cái lớp, đấy, mà phải mở nhiều lớp. Và đây là một cái khó khăn mà chúng tôi đang tiếp tục có cái sự chỉ đạo để mà nâng cao được cái số người biết chữ tham gia các cái lớp xóa mù chữ ở mức độ 1, đồng thời là tiếp tục mở các cái lớp xóa mù chữ ở mức độ 2. Nếu như thời điểm năm 1991, tái lập tỉnh mới có trên 36% dân số Lào Cai trong độ tuổi biết chữ, thì đến nay tỷ lệ này là 99,3%. Duy trì và phát huy kết quả đã đạt được, năm 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo các trung tâm học tập cộng đồng, các trường tiểu học vận động 1.123 học viên tham gia các lớp xóa mù chữ, đổi mới phương pháp dạy xóa mù và giáo dục tiếp tục sau biết chữ. Thông qua đó góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết về xã hội, tự lực vươn lên xóa đói giảm nghèo, góp sức xây dựng quê hương.